Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 13 tháng 11 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay là miền Bắc ở trên kênh nó không có về. Mong anh chị em quan hỷ. Tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày mai cho anh chị em tham khảo. Còn Bạch Thủ mình dự đoán đó là các con 71 song thủ. Mình dự đoán các cặp 24, 42. Anh chị em hãy tham khảo trong ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc trong buổi tối ngày mai.